sức của mình càng ngày càng đẹp. Đúng rồi, em có đẹp không? Nếu nhà ngươi sống cùng Phú Ông một tháng thì sẽ có 5.000 lượng vàng. Ui, đẹp đồng thế nhỉ? Đã ra rồi lại còn dê. Mày nghĩ ngươi cái gì đây? Mang bia ra đây. Ôi giời ơi. Thôi ông ạ, mình già rồi, giữ gì sức khỏe đi, bia bọt gì nữa. Để em dẫn ông đi nhảy cũng được, chết cha đấy. Nhịp điệu cha cha cha. Cái gì đây? Ôi trời ơi. Nhẹ nhá. Xuống mẹ đi mày. Nhịp điệu cha cha cha. Nhẹ nhá. Techno. 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 Ông thấy rồi, nhưng mà người hơi mệt. Mệt gì mà mệt? Quyết. Nghe bảo Huy nhắn qua đây cho. Ôi, từ lúc cha sinh mẹ đẻ em đến giờ em chưa bao giờ thấy cái điện thoại to như này. Chẳng, nó phải to bằng bố nhà ông ấy nhỉ. Chuyện nhà ông dâu mới lại. Thôi, đi vào nào, để chúng mình nghe thịt chó. Tiếng hôm nay, bố của mình sẽ ăn thịt chó cơ à. Ừ, mình có riêng rồi. Oh my god. Ôi, thế này thì còn chó má gì nữa. Ông ơi, ông làm như thế mà. Ông ơi. Sao trên đời lại có một mỹ nhân đẹp tuyệt vời thế này nhỉ? Ông ơi, em còn trong trắng. Xin ông đừng. No baby. Làm gì mà phải căng thẳng thế? Đây là vợ hai của tôi đấy. Ôi trời ơi. Cái gì? Ông dám? Giờ sao? Như nào? Nói luôn. Thôi, buông nó xuống, cầm cái áo cho tôi. Lui. Tiễn. Mày làm cái gì đi hả con kia?
em mệt quá. Chị nhập giùm em nhá. Em nghỉ ngơi đây. Mày được lắm. Rồi tao sẽ thử bay cái lớp make up của mày. Em thì ở đây cô xuống có sung sướng không? Ông à. Ừ. Tào Thuật. Gì thế? Hiền nha hóa vín. Mọi người nghe chưa? Uầy, nghe thú vị đấy. Em làm luôn đi. Luôn đi chứ gì. Mời bà hai lên đây biểu diễn cùng em. Lên luôn. Ông ơi, nhìn kỹ nha. Quá kỳ gì đây? Ôi trời ơi! Anh chị ơi, chị cứ làm gì?